Dạ vâng em Tùng à, chào anh em. Thì hôm nay em lên cho anh em xem một cái combo của hãng Makita. Mã của em này là DTD153. Thì cái đầu này nó ngậm đầu dài hàng châu Âu về và màu đen, rất là đẹp nha anh em. Nó là lực 175 N và động cơ không trở than. Thì em sẽ tấp cho anh em là một máy, một pin và một sạc. Giá của nó là 3,7 triệu. Những anh em quan tâm liên hệ 0962232180, sạc điện 220, pin thì pin new mới 100%. Rồi mình có báo đèn 3A 18V và máy thì động cơ không trở than nha anh em. Đây, cái đầu này nó ngậm đầu dài và combo này từ 0 đến 3.400 vòng trên phút, hở không chỗ than, cỏ hai đèn. Rồi và giá của cái combo này là 3,7 triệu, em test cho anh em xem. Đây, cái màu đen là rất là độc luôn nha anh em. Rồi, em Tùng cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Thì những anh em quan tâm liên hệ 0962232180. Em Tùng cảm ơn anh em.